Ok, tiếp theo vô luôn. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Rồi, sau đây mình tới những cái câu hỏi của các bạn rất là dễ thương. Cảm ơn bạn. Bây giờ là bạn Quyền Đức. Bạn này là hay comment lắm nè. Tiếp tục giải thích câu hỏi này cho bạn Quyền Đức. Khá hay này, câu hỏi này. Hát nốt cao, thế âm thanh của MixVoice được phát ra bởi cộng hưởng ở khoang mũi phải không ạ? Hát nốt cao nhẹ nhàng nhưng em cảm thấy nén ở bụng. Đây có phải là MixVoice không ạ? Ở khoang mũi đúng không? Nếu mà bạn Quyền Đức mà phát âm thanh ra ở khoang mũi á, thì vấn đề này là do hơi của mình tập trung ở đó nó khá nhiều. Nó là một phần của MixVoice đấy. Khi mà khoang mũi đây là phần xoang nè. Cái bài mà mình nói về cảm giác của MixVoice đó thì mình có chia sẻ là vùng xoang ở khoang mũi nè, xoang má nè, xoang má, xoang hàm trên, xoang hàm dưới nè, xoang trán á, thì các loại đó là đều là MixVoice nha, đều là MixVoice cả. Thì xoang mũi nó là một phần thôi. Nếu như chỉ tập trung ở xoang mũi cẩn thận là nó sẽ qua một cái kỹ thuật giọng mới. Cái câu chuyện đó từ từ mình tính sau ha. Nhưng mà đúng là âm thanh vùng xoang này nó có cái MixVoice. Nếu bạn hát được ở đó, ví dụ nhưng mà bạn phải đưa ra vùng xoang này luôn và bạn tập luôn vùng xoang dưới luôn, xoang này luôn. Ha. Mê mồ nè, mê 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 mê. Cái này là MixVoice, MixVoice mà phần jazz nhiều nè. Mê nha các bạn, cái này vẫn là MixVoice. Khi mà nó rung trên cái phần gương mặt của mình đấy thì nó là MixVoice đấy, chứ không phải là không phải biết đâu. Còn khi nào nó rung ở ngực á, âm thanh nó tập trung ở ngực không á thì là jazz, âm thanh tập trung trên óc không á là hát, âm thanh tập trung ở là nguyên cái mặt của mình đó thì là mix. Nhớ ok, nhớ nha. Thì đây tập cái này mẹ, âm thanh nó phải tập trung ở đâu mẹ. Rồi bây giờ mình sẽ lên cao. Bắt đầu nó lên cái phần này. Rồi bắt đầu nó sẽ nhảy lên trên cao nữa. Rồi nó nhảy lên trên đây nè. Là nó đây lên tới son này đó. Son 5. Đúng rồi. Lên cao nữa thì nó sẽ lên trên mid của trán. Bắt đầu nó ra âm như âm cá heo nè. Đó, lên cao nữa. Ok, tới đó thôi, cao lắm rồi. Pha 5 à. Ok, pha 5. Rồi. Đó, thì nó sẽ lên, nó sẽ di chuyển từ thì nó là đều là MixVoice cả nha, cả nhà nha bạn Nguyệt đó, chứ không phải chỉ có ở đây là MixVoice, ở đây chỉ là một phần của MixVoice thôi. Rồi, còn khi mà mình hát nốt cao nhẹ nhàng, hát nốt cao nhẹ nhàng nhưng em cảm thấy nén ở bụng, đây có phải là MixVoice không? Ở khoang mũi là MixVoice, là giọng MixVoice. Còn ở cái bụng á là do bạn tập cái kỹ thuật nén hơi tốt. Nói chung là bạn hát hơi bụng được. Thì khi bạn nén á, thì cái cơ hoành mà co lại như vậy nè, thì các bạn có cảm giác là bạn tập được cái hơi bụng và cái lực nén nó tốt. Vậy chúc mừng bạn là bạn đã có được cái lực nén bụng tốt đó. Tập thêm nữa đi, tập để làm sao tăng cái lực nén lên và hơi nó lan tỏa đều hơn nữa trên các vùng khuôn mặt của mình, không đơn thuần chỉ là ở vùng mũi. Cẩn thận nó bị viêm mũi là nghỉ hát luôn đúng không? Rồi bạn xoang là phải xoang nó đều hết, âm thanh nó đều hết, đúng không? Đổ đó, từng cái âm thanh nó di chuyển trên cái gương mặt của mình đều là MixVoice cả nha. Ok rồi, vòng tiếp theo mình sẽ tới bạn bạn Tuấn AN. Ok, bạn có một câu hỏi là giọng ngực của em chỉ lên được pha thăng 4. Pha thăng quãng 4. Trời ơi, hết hồn, tự nhiên pha thăng 4. Pha thăng quãng 4. Ok. Rồi, giọng bạn là giọng baritone đấy. Vậy như vậy có nên chuyển qua giọng MixVoice không ạ? Nên bài này mình đã hướng dẫn ở những cái video trước rồi. Thì có cái vấn đề này là nhiều bạn hỏi nè, là tất cả chúng ta đều nên tập MixVoice và tập HeadVoice, tập ChestVoice, ba cái giọng cơ bản đó để mình có thể kiểm soát. Ngoài ra chúng ta còn phải tập hơi nè, tập những cái tụy hợp khác để bổ trợ nó luyến lấy ngân rung, thì những cái đó là những cái ngoài dặm mắm thêm muối thôi đó, để cho cái bài hát của mình nó có thêm nhiều màu sắc, để cho cái bài mình hay hơn. Ok, nên nha, nên tập MixVoice. Rồi ok, quay về bạn Tuấn anh này, quay về AN, quay về xem các video MixVoice, HeadVoice, ChestVoice, tập tút để cho cái giọng của mình nó phát triển. Ok, tiếp theo bạn Tiến Yuri. Thầy ơi, em tăng hết mức ChestVoice và cho ít HeadVoice vào đó, tự nhiên em lên nốt La 4, có phải không thầy? Giọng em từ mi. Tiếng Yuri nam nữ ta, mi 2 à, mi 2 G4 không biết nam hay nữ, phải cho mình cái giới tính. Bạn xuống được là bạn xuống được mi 2 đồ 3 nè. Ồ, vậy là bạn là thuộc dạng là baritone ha, baritone hoặc là baritone. Bạn lên được La 4 là do bạn tập ChestVoice xong rồi cho miếng HeadVoice vào. Đúng rồi đó, khi mà có hát chest kết hợp thì nó là mix, kết hợp lại âm thanh đó. Nhưng mà cái âm thanh của mình bạn để ý là nhớ nó phải đặt lên phần khuôn mặt của mình thì nó mới ra mix, chứ mà thì nó vẫn chưa ra được MixVoice. MixVoice nó phải chạm vào cái khuôn mặt luôn nha, phải là các bạn có cảm nhận được gương mặt mình đúng không? Các vùng xoang bên đây phải làm việc thì MixVoice nó mới là hiệu quả. Còn nếu mà cái mặt mình nó không rung, không tạo nên cái vùng xoang này thì MixVoice vẫn chưa hiệu quả. Ok nha. Rồi quay về tập lại MixVoice. Nói chung là chúc mừng bạn là đã có biết hát voi nè, chest voi nè, giờ tập thêm MixVoice nữa là hát phủ phê, giọng mà nam trung mà giọng lên tới là 4 là ok đấy. Ráng phát triển lên đô 4 luôn nha, đô 5 luôn. Được hết. Đô 5, rê 5 được luôn, không khó gì hết trơn á nha. Ok, chúc bạn thành sao, chúc bạn Tiến Yuri sẽ thành công. Rồi. Ok. Tiếp theo sẽ là bạn Đức Lê. Tập mít gần 3 tháng, đi các bước kỹ thuật đến cuối thì không biết áp dụng pha chest và hát voi, giọng pha, áp dụng giọng pha chesty với hát voi vào bài chest với hát vào bài để ra mix. Tập 3 tháng trời không áp dụng được, tại có thể là bạn tập chưa đúng, hoặc là các bạn tập chưa có. Đầu tiên là các bạn phải khai thác được cái cảm giác, cả cảm giác của mình. Cái đã MixVoice là phần rung động trên khuôn mặt của mình. Khi mình hát mình phải tạo nên cái sự rung động thì nó là MixVoice. Còn việc mà cao thấp là do bạn phân bổ cái head và cái chest như thế nào. Thì tất cả cái sự phân bổ đó nó là tự nhiên dựa theo cao độ của bài hát. Dựa theo cao độ của bài hát, và nó phải rất là tự nhiên, nó không bị gọi là khuôn khổ và áp đặt vô để khúc này là phải như vậy, không có. Mỗi người cái giọng nó khác nhau, giọng cao, giọng trung, giọng trầm, mà nếu mà áp dụng một cái kỹ thuật đó vào trong một cái cách đó vào trong một người này và kể cả người này luôn thì tỷ lệ là nó chắc chắn là nó sẽ không thể nào đạt được cái hiệu quả. Mỗi người có giọng nên tính chất ở đây là chúng ta phải tự nhiên được trong việc hát. Và nói là khi bạn hát được chest voice, vô nè, vô khi mình hát chest voice mình đẩy lên hát voice, thì sau đó bạn đưa ra bài hát bạn mới MixVoice, đúng không? Thì mình sẽ ví dụ như cho các bạn một cái bài mà mình hay hướng dẫn cho mọi người, đó là ca khúc Như Những Phút Ban Đầu, action. Đây, chờ mình 3 giây có luôn. Tông gốc là pha. Rồi mình sẽ lấy cái phần mình sẽ hướng dẫn cho các bạn MixVoice ha. Ok, mình sẽ khoan, không có nói hay nói dở gì nha, đây đang là chỉ cách thôi. Rồi còn lại là tùy giọng của mọi người. Đây cái bài này Dù Cho Tháng. Ok. Dù cho tháng năm kia đôi thấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi cái này, chest nè. Dù phải giữ được cái chest, phải neo được cái chest nha. Dù MixVoice nó thẳng ngay chữ dù luôn, miệng âm thanh nó phải ra. Dù cho tháng, dù cho tháng, cái chữ tháng nè là mình sẽ đi nè. Dù đâu rồi? Dù cho tháng, dù cho tháng năm kia đôi thấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao cái chữ tháng mình vẫn là mix nhưng mà mình cho cái head nó nhiều vô, nó là falsetto đấy. Thì mình sẽ đưa này. Dù cho tháng, dù cho tháng năm kia, năm kia, vẫn rung động trên gương mặt này nhưng mà nó nhẹ thôi, để cho nó ra được cái chất của bài, chứ không phải lúc nào cũng gồng ở này. Dù cho tháng năm kia đôi thấy. Chắc mình phải làm mình gồng để cho các bạn dễ hiểu ha. Còn khi vào trong bài hát thì các bạn sẽ xem cái clip dạy hát hay của mình để làm sao nó không chỉ là hát được mà nó còn phải hát hay nữa. Các bạn xử lý, ví dụ như cái câu này mình sẽ xử lý như thế này, nó sẽ là hay này. Dù cho tháng năm kia đôi thấy. dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, kiếp sau. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay. Đó, ví dụ như vậy. Cái đó là hát hay. Các bạn nhớ ủng hộ mình những cái video dạy hát hay của mình. Thì mình tập làm sao hát hay, câu chuyện nó tính sao. Bây giờ mình nói là hát được cái đi. Ok. Để hát được cái MixVoice đó thì bạn phải làm sao cho rung động được, cái cảm giác rung động được trên gương mặt của mình. Và chắc chắn với tôi một điều là bạn phải giữ được cái chest voice, bạn phải mở để cho head voice nó lên. Đó, nó là 3 bước. Thứ nhất là chắc chắn là phải cảm giác được là phần rung động trên gương mặt. Tùy theo cao độ, thấp thì nó sẽ thấp mà cao thì nó sẽ lên cao. Và cái thứ hai đó là luôn luôn phải giữ được chest voice và luôn luôn phải mở được head voice. Đó, nó ra đó. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Đấy, nó ra MixVoice. Các bạn phải tập để cái sự nhuần nhuyễn đó. Nhưng mà cái cảm giác MixVoice là ở đây. Đây, đi nó ra. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về nhau phút giây ban đầu. Đó là MixVoice. Chết, hết. Nhưng mà phải rất là tự nhiên, thay đổi cao độ của mình và cố làm sao mở được để nó thư giãn cái cổ của mình, thư giãn cái thanh đế, cái phổi, để hơi nó được từ chest voice nó đi lên head voice và nó vận hành ra MixVoice. Ok nha. Thì cái bài tập này nó cũng đơn giản thôi. Các bạn tập cái kỹ thuật này nè. Bạn hát âm mi á, mi 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 mi. Âm mi nó sẽ làm cho các bạn có cảm giác rung ở vùng môi như thế này nè, không? Thì nó tập quen cái cảm giác giọng mid đó đi. Mi 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 mi. Đó, tập quen dần cái cảm giác đó thì các bạn lên cao. Mi 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 mi. Rồi xong rồi. Ma 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 ma. Mo 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 mo. Nó phải có cảm giác ở đây. Mặt của mình á, âm thanh của mình á, nó tạo thành âm thanh mặt nạ thì nó gọi là MixVoice. Vậy thôi, không khó đâu, tập từ từ có cảm giác quen, nói chuyện nhẹ lại, vân vân, để cho cái cổ mình nó thanh thoát, hơi nó lên nó ra. Các bạn xem clip của tôi riết rồi các bạn sẽ làm được thôi. Tự nhiên tao nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần tôi đi thì tự nhiên các bạn sẽ có được cái cảm giác là hát MixVoice. Tại vì tôi hát được mà nghe riết quen, nghe ông này riết nói riết quen luôn. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ đi những bạn như vậy. Video cũng khá dài rồi. Chúc các bạn có một ngày thật sự là vui vẻ, tràn ngập sự may mắn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Và nhớ là đặt câu hỏi nha, để cho tôi có cái công việc để tôi làm tiếp. Và cảm ơn các bạn rất nhiều với những câu hỏi rất là hay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.